Alo, alo sĩ ơi. Từ từ đây, sao đấy bạn? À, ui, mãi mới liên lạc được với bạn. Mấy hôm nay dạo này thấy liên lạc bạn khó quá. Mà kiểu dạo này ấy, thấy mấy bạn ở kênh Sĩ Kẹo bảo với mình là không thấy bạn ra video, nên là khá là tò mò. Không biết là gần đây bạn đang có vấn đề gì mà không thấy ra video đấy bạn. Nói chung thì dạo này tớ cũng kiểu đến mùa tớ bị viêm họng mãn tính, ho khá là nhiều. Chết rồi. Ôi, vãi trưởng. Bạn có bệnh đấy, sao bạn không ra bệnh viện bạn đi chữa đi? Nếu mà cứ để như thế chắc chắn là hại sức khỏe mà. Có chưa bạn, tháng nào trả lên bệnh viện đi khám và lấy thuốc, nhưng mà khổ cái này là do ngày xưa bệnh nghề nghiệp. Khi các bạn làm YouTuber, các bạn làm streamer ấy, các bạn nói nhiều này, bình luận nhiều, xong kiểu cổ họng nó bị, tớ bị mấy năm nay rồi. Nói chung thì chữa ấy nó không hết được đâu, đơn giản nó bị viêm họng mãn tính bạn ạ. À, thì lên bệnh viện uống thuốc ấy nó cũng đỡ được tí, nhưng nói chung thì nó vẫn cứ ho thôi. Dạo này cũng hơi chán nữa, là cơ bản là anh em xem trên kênh Sĩ Kẹo thì mọi người cũng không ủng hộ nhiều, thế đâm ra tớ cũng chán. Đấy thì chỉ có ở nhà thôi, nhiều khi cũng ngồi suy nghĩ bảo là biết nói như nào nhỉ. Người ta bảo là đam mê. Tớ đam mê chứ, tớ đam mê làm YouTube chứ. Nhưng mà bây giờ đam mê không có tiền thì làm thế nào? Như các bạn biết ấy, cái kênh Sĩ Kẹo tháng được đâu đấy 2 triệu đồng, tớ làm được gì đâu. Nói chung thì tớ cũng nghĩ là để xem kiếm cái gì khác để đi làm, để kiếm tiền. Mình thấy là từ trước giờ ấy, bạn làm YouTube cũng khá lâu rồi mà bao nhiêu cái tiền làm YouTube thứ ấy dành dụm được cũng một tí, xong rồi lại bù hết vào cái tiền đi chữa bệnh. Mình nhớ là cái đợt còn ở chung với bạn ấy, tháng nào mình cũng thấy bạn cũng phải đi khám ít nhất là 2 lần, không thì cái bệnh tình của bạn rất là khó kiểm soát. Thì mình đang không biết là gần đây là với cái tình trạng sức khỏe của bạn như thế thì không biết là về sau là bạn có thể là tiếp tục là làm YouTube nữa không. Biết sao giờ bạn, nói chung thì chấp nhận thì theo những cái vấn đề ấy. Bệnh này là bệnh nghề nghiệp thôi thì tớ cũng chả biết sao nữa. Tầm này đang ở nhà đây, cháu năm nào hôm nay tớ về quê Tết sớm chả biết làm gì cả. Anh em trên kênh thì cũng mong lòng nọ tớ mới nhờ bạn là lên làm vài clip cho anh em xem đấy, chứ cũng biết sao giờ. Tớ thì tớ ở nhà tớ bệnh tớ ốm miết. Bạn như thế không được rồi. Rõ ràng khi mà bạn đã ở một mình thế, bạn phải chú ý cái tình trạng sức khỏe của mình các thứ ấy. Thế bây giờ là đang ở bố mẹ hay đang ở đâu ấy? Không biết là nếu mà ở bố mẹ thì bố mẹ có chăm cho ông hay như nào không? Đang ở nhà bạn ạ, nói chung thì cũng ổn thôi, không vấn đề gì đâu. Chẳng qua lâu lâu nó kiểu nó ho cả ngày á, cứ nói một hai câu tớ ho à. Thế bình thường ở nhà toàn có uống nước nóng thôi, nói chung thì cũng khó nói lắm. Vậy thì chắc là thời gian tới cũng khó, thôi thì chắc là cũng nhờ bạn đấy tranh thủ làm nội dung bên kênh Sĩ Kẹo cho anh em còn có cái xem Tết. Bạn cũng cố gắng, bạn ra video rồi nhưng mà cái tình trạng sức khỏe của bạn không cho phép ấy. Thì dạo gần đây là mình cũng dạo gần đây là mình cũng cố gắng là ra video thay cho bạn để gọi là cái kênh của bạn đỡ mất đề xuất đi. Thì lúc đầu mình cũng nghĩ là kiểu khi mà mình gọi là anh em mình trước đấy cũng từng chơi với nhau rồi thì ít nhất là dù ít dù nhiều là các bạn nhỏ vẫn còn nhớ đến mình, bởi vì trước giờ là bạn với mình là cũng từng chơi với nhau đấy. Thì mình nghĩ là khi mà mình sao mình làm bộ bạn vài ngày thì nghĩ là các bạn cũng sẽ ủng hộ mình xíu. Nhưng mà có một số vấn đề là các bạn ấy lại bạn nhỏ ấy lại nhầm mình là một người khác, nên là cái lúc mà chúng ta không có chơi chung với nhau nữa ấy, thì có vẻ như các bạn ấy không được ủng hộ mình khi mà mình làm video thay cho bạn đấy. Thì bạn nghĩ sao về cái chuyện này? Tớ cũng buồn chứ, tớ cũng ngồi suy nghĩ, nhưng mà cũng khó mà. Thôi thì đam mê thì mình muốn gửi lời đến tất cả các bạn. Đấy là cái vấn đề đam mê ở đây, mình cũng làm chứ. YouTube nó là một cái niềm đam mê của mình, nhưng mà đến bây giờ mình cảm thấy là làm YouTube nó khó khăn. Thứ nhất là tiền kiếm được cũng chả được bao nhiêu, không phải là mình là một đứa ham mê tiền hay gì đấy, nhưng mà rõ ràng là YouTube ấy mình làm tháng được 2 triệu, tiền ăn tiền nhà tiền trọ tiền phòng mới đâu thể chỉ có quanh quẩn với cái đam mê được như thế. Thôi thì bạn ấy cũng có nhiều thời gian hơn, cũng nhờ bạn.
thì mong rằng là các bạn khán giả xem trên kênh cũng ủng hộ Hoàng Bi cũng như là ủng hộ mình, Sĩ Kẹo. Vâng, có thể sớm thôi, mình sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất khi mà mình đỡ bệnh hơn xíu. Nghĩ là mặc dù là bạn không thể gọi là tiếp tục làm YouTube nữa, thì cơ mà bạn sau này bạn có tính là làm cái gì khác không? Bởi vì trước đấy là mình cũng từng xem clip của bạn, thấy bạn cũng rất là khổ vì đi chạy xe ôm các thứ để kiếm tiền, gọi là có một ít tiền để có thể là trả tiền xăng xe này, nhà trọ thứ này. Và bây giờ mình nghĩ là chắc là bạn không đi nữa, không chạy nữa, bởi vì cái tình hình dịch bệnh các thứ là nó đang rất là căng rồi. Nên là gần đây chắc là bạn đang phải ở nhà, và cũng như là tình trạng như thế thì chắc là bố mẹ cũng phải phụ bạn rất là nhiều nhỉ. Nói chung thì cũng khó, nhưng mà chắc là không sao đâu, mình làm được mà. Còn thời gian này thì chúc anh em ở nhà ăn Tết vui vẻ thôi. Các bạn ra ngoài đường thì nhớ đeo khẩu trang vào. Nói chung dịch này cũng chả ai làm được cái gì cả, đó tình trạng chung rồi, thì cố gắng thôi. Sao bạn? Thôi, nói chung là không sao bạn ạ. Bạn cứ cố gắng là ở nhà nghỉ ngơi đi. Lâu lâu nhé, tớ có thời gian tớ lại xuống quê bạn chơi. Đấy, xong rồi thăm bạn. Và bây giờ thì tớ cũng sẽ cố gắng là hoàn thiện cái ước mơ còn đang dang dở của bạn, và sẽ không để cho các bạn nhỏ và cũng như là bạn là thất vọng đâu. Bạn cứ yên tâm, bạn tin tưởng vào mình. Cho tớ hơi bận xíu nha. Bye bye. Có gì nhớ giữ sức khỏe nhá. Bye. Mặc dù Sĩ không thể tiếp tục làm YouTube vì vấn đề sức khỏe nữa ấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái ước mơ của đang dang dở của Sĩ, và mình sẽ là người đồng hành cùng bạn trong cái thời gian tới. Và mong rằng là các bạn có thể là ủng hộ mình cũng như cái cách mà các bạn ủng hộ Sĩ Kẹo vậy. Từ giờ thì mình sẽ ra những cái video hay hơn để không làm cho Sĩ cũng như các bạn thất vọng. Hy vọng rằng là từ những cái video sau ấy, các bạn có thể chiếu cố và cũng như là đóng góp ý kiến để cho bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn nữa. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tới mọi người.